Sky Baby. Cướp, cướp, tôi bị cướp và tên cướp sâu xa chạy đi rồi. Làm ơn ai đó gọi cảnh sát, tên cướp đó đã chạy thoát rồi. Giúp tôi cướp, cướp, tên cướp mang túi của tôi đi. Túi bị mất, tôi bị cướp, cảnh sát, tên cướp chạy rồi. Nếu bạn không biết đó là ai thì đừng để họ vào. Hãy
chắc chắn rằng bạn biết ai đang gõ cửa. Oh no. How? Này, các con yêu của bố, chúng ta chơi trò chơi nhé. Trò chơi? Chơi trò gì vậy bố? Chơi làm người tuyết, tuyệt vời. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Hãy cùng chơi ở dưới tuyết nào. La la la, em rất thích tuyết. Anh sẽ làm một người tuyết to. Không, hãy làm một chú cá mập tuyết đi. Chúng ta sẽ làm tạo hình cá mập bằng lớp tuyết dày ở đây. Chú sẽ rất to và rất là ngầu. Anh thật sự rất thích tuyết. Anh ơi đến chơi dưới tuyết nào. La la la, ta rất thích tuyết. Anh biết một thứ ta có thể làm. Hãy làm một cái lều tuyết lớn. Người Eskimo ở trong lều tuyết. Lều chỉ làm từ tuyết thôi. Nhanh thôi em, cùng làm lều tuyết nào. Anh thật sự rất thích tuyết. Con ơi bố sẽ nâng con lên để con có thể cưỡi. Giờ để bố chụp một tấm ảnh. Ta thật sự rất thích tuyết. Đây là lều tuyết của chúng ta đây. La la la, ta rất thích tuyết. Cảm ơn, nhìn xem có gì bên trong. Nhanh thôi anh đi xem nào. Bố mẹ một tấm ảnh. Con muốn được ở trong lều tuyết này. Con thật sự rất thích tuyết. Cảnh sát là nghe con muốn được làm. Con sẽ vụ công ba lê là nghề con muốn được làm. Mặc những chiếc váy xinh chắc là tuyệt lắm. Con sẽ mặc đôi giày ba lê và con trông sẽ thật xinh đẹp. Con sẽ nhảy trên sân khấu to. Con sẽ thật duyên dáng khi nhảy và con sẽ xoay vòng vòng. Ai cũng sẽ thích con. Con sẽ trở nên rất xinh đẹp. Người vũ công ba lê tuyệt vời, mọi người sẽ rất thích con. Người vũ công xinh đẹp. Cậu thủ bông đa là nghề con muốn được làm. Con sẽ mặc quần sọt và chạy trên sân cỏ. Con sẽ nổi tiếng và giành nhiều cúp đặt xung quanh nhà để ai cũng thấy được. Con sẽ ghi bàn thắng thật đẹp, mọi người sẽ thích kỹ năng của con. Lừa bánh và chạy thật nhanh, con sẽ là một ngôi sao lớn. Con sẽ trở nên rất là tuyệt, con đá banh thật là giỏi. Con sẽ đá giải vô địch thế giới, con là người chiến thắng.